Ok, trận thiếu thứ hai là Phoenician, anh em thủ chiến trẻ nắng cho Son AC làm quân bên phía đối phương. Trong đó bên mình là Fo và Kata. Bibi là người được cầm cho Son trong trận thiếu này và Thầu là người cầm AC. He được cầm Kata, còn chim trẻ nắng là người cầm Fo. Như vậy là quân đánh giá là cân trong trận thiếu thứ hai của chiến đấu đầu tiên. Nhưng xét về vị trí người cầm tay cung tay chém thì bên mình có vẻ thuận tay hơn. Còn đội bạn là tay cung cầm chém, còn tay chém cầm cung. 1-0 dành cho He và chim trẻ nắng trong trận đấu đầu tiên rồi. Đây là trận thiếu thứ hai. Các bạn hãy like, share video để ủng hộ cho chim trẻ nắng. Và bạn nào có thể bật thêm một tab nữa đang on trên PC, bật thêm một tab nữa và xem để ủng hộ cho cả game thủ He trong buổi chiều ngày hôm nay, khi mà He cũng đang live stream trên page của mình. Và bây giờ thì He cũng đã trở thành đối tác chính thức của Facebook ở nội dung vâng, người tạo video chơi game. Ok, trở lại với trận đấu này. Máy máy của game thủ chim sẻ nắng với bài đấu cầm Phoenician của mình. Những bài đi dò đầu tiên với bãi quả đầu 7 cây dành sẻ gỗ đầu gần. Vâng, soi tham không thể ai chậm dân cả. Vâng, tập này top 1 các game thủ đang thi đấu móc bình lắm các bạn ạ. Kéo đấu ngày hôm nay mong muốn được đánh 7C với Mini và Tiểu Bàn Thầu, nhưng Mini và Thầu tối phải đi khách và cả sẻ cũng vậy nữa, nên là thôi. He thì rất mong được xúc 7C rồi, khi mà tối qua He đã có chiến thắng hủy diệt trước Hoàng Mai Nhi lên lớp, khi cặp cùng Chim Boy với chiến thắng 12-1 về C về trận. He cặp cùng Chim Boy thắng 12-1 về trận trước Hoàng Mai Nhi lên lớp buổi tối ngày hôm qua. Còn sẻ và U98 thì hôm qua thua sấp mặt 0-3 trước Mini Tiểu Bàn Thầu và UQG rồi. Vài đấu mà sẻ có bảy đầu 6 con một bãi quả phụ, cái rừng dừa thì thủ chim sẻ nào có vẻ thế để có thể cung nhà là hơi yếu. Vâng, cái đi dò đầu tiên dành cho cái thủ chim sẻ đang lùa bấy hiệu này về cắm cờ nông dân đi dò. Vâng, xin chào anh Vũ Tiên Thuấn, hello anh, chào tất cả anh em nha. Bởi vì bây giờ 20.000 anh em xem, bây giờ tôi comment anh nào comment bảo chào, cái chào đủ 20.000 anh em chắc là hết 5C luôn. Nên là thôi em xin chào tất cả anh em thay mặt cho cả hai game thủ, gửi lời chào đến toàn thể anh em đang xem trận đấu buổi chiều ngày hôm nay. Các bạn hãy nhớ like, share video ủng hộ cho cặp đôi chim sẻ nắng và He He nha. Đây là màn hình máy của game thủ He, với màn đấu cầm cà thà đèn mình. Mấy đầu 4 con, con voi đã được He đưa về với nhà chính. Trận trước là một trận đấu mà He đã thi đấu gọi là tròn vai. He đã thi đấu tròn vai khi mà cầm Egypt gom quân để có thể kết hợp cùng chim sẻ nắng ốp vào nhà BB. Có điều là trong trận đấu trước thì một lỗi lầm nhỏ nhỏ He là giữ dân hơi yếu. Khi mà tôi không cù rồi, ôi em ơi vãi cả nồi à. Vâng, hai cháu nó ngồi nó rình một tí chết, may mà né được. Tôi cầu voi về đi, đang bảo lỗi mà. Nhưng mà He đã thể hiện, các bạn thấy là tay nhanh rồi, né luôn đôi sư tử trong tình huống vừa rồi và thiết kế chiếc BS đầu tiên thôi. Một bài đấu mà He có tới 5 con voi, 5 con voi của cà thà, 5 voi. Nhưng mà voi hơi xa đấy, câu về hơi vất vả thôi. Tập trung câu voi nào. Bài He thì ok đấy, bài này chém khỏe. Ok, ok, ok man. Vâng, đóng thêm E và câu nốt voi về nào. Vâng, thằng này vậy E kiểu gì đấy He. Vậy em mà không nhìn thấy cái bóng VE nó hiện ra ở trên màn hình mà vẫn thấy VE nảy ra bên ngoài thì tôi cũng không hiểu nó vẩy kiểu gì được nhở. Em nó có thể giải thích cho mình hiểu tại sao nó vẩy nhanh như thế không? Kinh quá. Bài 25 dân đấy từ He. Và chúng ta sẽ chuyển sang màn hình máy của sẻ để xem bài sẻ như nào. Đây màn hình máy của thủ chim sẻ được cầm Phoenician. Cộng sẻ thì kinh rồi. Ôi vậy bài sẻ thiếu một đồ này, yêu đầu bằng bà phụ và vẫn chưa thấy thêm đồ gì ăn. Bao nhiêu vậy? Đây này, sắp mẹ xa xa xa. Tận mua tận gần 12 giờ cơ sẻ ạ. Như vậy là sẻ đã đủ đồ rồi. He vẫn đang muốn kéo dần ra để khai thác nốt bảy hiệu ở sắp mẹ bản đồ và tập trung câu nốt con voi thứ 5 về nhà chính cho mình thôi. Nhiều voi quá, BB thiết kế rồi. Trận này chúng ta sẽ phải xem màn hình máy của He khi mà He đánh chém vào lên đời sớm hơn. Còn sẻ thì chúng ta sẽ xem sau. Ở đây chỉ có một bảy hiệu 4 này thôi, thủ He mà thôi. Còn hai con hiệu trong bảy hiệu đầu nữa thì nốt. Bao nhiêu? Vãi nồi, bài ông sẻ điểm đô vẫn kinh người dưới. Cô à, ok. Rồi như vậy là cặp đôi chim sẻ nắng và He đang rất đồng tâm đồng lòng để có thể xúc BB Tiểu Bàn Thầu. Cảm giác như He được giống với cả chị Lan trong Tuyển Búp Bê vậy. Thỉnh thoảng He nó điên điên lên một tí giống chị Lan bị điên. Còn sẻ thì chắc là giống anh Cảnh. Vâng, hay chết lắm, chết sớm. Lại còn bị ném ra giữa bản giữa đường tàu nữa, khổ lắm. Nên là ngày hôm nay thì thôi thì chị Lan với anh Cảnh cố mà thi đấu đi. Bên kia là mi sói đấy. BL BM để thiết kế và mình He lên đời trận này thôi, nhưng mà kích 10. Em hơi lỗi thực dành cho He với 5 con voi về nhà chính mình. Voi xa câu về được như thế này là kinh lắm rồi, chỉ 4 voi về thôi.
10-30 cho đối thủ E với 25 dân của Catarian. Và mình xin thay mặt cho cái thủ chim sẻ nắng cảm ơn tất cả những anh em đã like, share video cũng như là tặng sao để ủng hộ cho chim sẻ. Và bạn nào đang xem PC một lần nữa, mình hy vọng anh em có thể bật thêm một tab nữa và like cũng như là share video trên fanpage của game thủ He He các bạn rất là nhiều. Giò đã có và He sẽ đẩy giò đi luôn. Thông tin báo về từ chim sẻ nắng soi tham là đội bạn chưa ai đào vàng và bãi vàng của He các bạn vừa thấy nó hơi xấu. Trời ơi, bãi vàng nhìn tưởng ngon ngon mà ớt vẫn còn một vòi đấy. Có lỗi một vòi ở đây này. Tôi câu về tôi lực khỏe vãi cả nồi luôn. Vâng, giò đẩy đi nhưng mà He chưa gặp nhân thủ nào bên kia đối phương cả. Rồi bạn là cho son ở AC và đã có giò của BB sang nhà rồi. Vâng, BB giò công giáp đầy đủ, có vẻ cũng rất là gắt. Vâng, chưa kịp bó bế bãi vàng thì con giò bạn chơi vào và chết luôn một dân. Khá là căng cò đấy. Rồi như vậy là He phải kéo con giò về để thủ lại giò của BB rồi. Tập trung bò nhỏ bãi vàng vào thôi. Nâng cấp bánh xe cho He, rất là chủ động. Không đủ vàng để có thể sóc con lạc đà đâu cả. Rồi xong rồi, rồi lần sau. Và có cả TM2 game thủ tiềm ăn thầu công lên. Hình như là game thủ BB là người chậm chéo trong thầu rồi. Và bây giờ thì He tạm thời vẫn chưa ăn được vàng. Ra thêm ruộng dành cho game thủ He. Và màn máy của game thủ chim sẻ luôn ạ. Vâng, đây là màn máy của game thủ chim sẻ như nào. Với bài đấu của Phone Asia của mình. Vâng, đi quái quá. Cũng vậy quá quái đi được game thủ BB. Dò sang nhà game thủ chim sẻ nắng và chuẩn bị sẽ là ngựa chém sang đây. Vâng, 3 nông dân bắt lại con ngựa dò của đối phương. Rồi, bắt được dò của đi rồi, ok, chưa chết. Ok, nó chết rồi đấy. Dò công giáp đầy đủ đã nằm xuống. Chốt nó lại ở trước cửa nhà sắp đáy bản đồ nào. Vâng, như vậy là thầu ở 6 giờ, thầu cầm oxy để chạy cẩn thận. Máy máy của game thủ He nào. Đây là He, vòng lọc thẳng vào bãi gỗ game thủ tiềm bản thầu và với tình huống vẩy He của He. Tiếp tục vẩy He. Và những tình huống vẩy He của He thì chứng danh rồi. Đừng nghĩ nhiều, vẩy là phải chết. Nhân dân của game thủ tiềm bản thầu đang nằm xuống khoảng 2 bé. Tăng R2 dành cho game thủ He He. Thầu để thông tin R sang nhà He He này. Thầu để thông tin đầu sang nhà He này. Và một tên đẩy chéo đến từ game thủ tiềm bản thầu và dường như sẻ cũng vậy. Đây là sẻ, sẻ đang phải vất vả thủ trước BB. Và chém cho sỏi. Ba người chém của game thủ BB đang lọt vào nhà game thủ chim sẻ như nào. Rất cả. Cái này sẽ bắt chém của game thủ BB đã. Sẻ không sợ đâu. Đi vào chỉ bắt chém thôi, không ăn được dân sẻ đâu. Cung ở nhà nhiều lắm. Vâng, ra thêm ruộng cho game thủ chim sẻ nào. Và hai con ngựa chém này của BB chuẩn bị phải nằm xuống rồi. Ok. Rồi. Liệu BB có thủ phù không? Soi tham xem BB có thủ phù không. Vâng, tham lai đang là 39-48 dành cho game thủ chim sẻ nhắn và ra thêm ruộng. Màn máy của game thủ He He nào. Đây là He. Vâng, như vậy là thầu đang đẩy rất đông cung R sang nhà game thủ He He trong tình huống này. Rất đông cung R của thầu đang đẩy sang. Và từ đầu đến giờ thì chúng ta chưa kin được gì vào nhà BB thì phải. Mặc dù He đã nhìn thấy cái chấm 1. Vâng, đây là bãi vàng của He đây. Sẻ chuẩn bị đến rồi. Sẽ là một tên kết hợp quân của chim sẻ nắng và He để bắt tên cung đờ này game thủ tiểu bàn thầu. Đâu rồi, sẻ đến nơi chưa? Lên 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 lên. Vâng, đào đào bắn rồi. Đây rồi, mình chui vào đây này. Vâng, trong chỗ này thì cũng chạy vào mắt vâng cậu He ngồi đây. Cậu ấy vẩy cho thì nát gáo. Vâng, nát gáo kín rồi. Vâng, chạy lên cuộn, vâng lên cam nhông. He đuổi tên trong nhà đi He ơi, để sẻ đuổi tên này. Giữa nhà đấy chỉ có một cái lỗ này thôi, vẩy He là chết rồi. Đúng rồi. Vâng, chạy hộ cái. Vâng, này thì vào đây với chúng tôi ở nhà thì đi đang ốp A của cái thủ chim sẻ nhắng. Rất là vất vả. Nói chung là thầu thoát được hai con cung R. Bây giờ thì sẻ sẽ kéo cung R về để thủ trước những con ngựa chém của game thủ BB. Vâng, cần phải xin vàng để lên giáp 4 khi đi từ đó giờ chưa mất gì. Ok. Nâng cấp cái giáp 2 trước đã, chưa nâng được giáp 4. Chém đi sang nhà sẻ rồi, He xúc BB một tên đi. Pha giải E của sẻ để có thể bắt chém của BB nhưng không thành công. Vâng, cả thầu cũng đang đẩy lên đây nữa. Các bạn đang có những huống đánh lẻ rất là khó chịu, móc máy vào những cơ sở làm ăn nhỏ lẻ của cái thủ chim sẻ nắng nhưng chưa làm nên nhiều tác dụng. Tham lai vẫn đang là 55-64 dành cho cái thủ chim sẻ. Máy máy của He tham bao nhiêu? Vâng, nhưng trời ơi, ông He ông vào chém bãi vàng của Bi, ông bảo Bi hoảng rồi giá bãi gần rồi. Vâng, chưa chết đâu, 3L đấy. Rồi, lạc đà của He đang chém những con ngựa chém của cái thủ BB. Tên này lạc đà chắc chắn là hiệu quả hơn những con ngựa chém của Cho Son rồi.
Vâng, lạc đà nó rất là khác ngựa chém. Rồi Mi kéo về để ăn vàng này. Tươi đấy. Khả năng cao là màu 2 sẽ kéo quân về để thủ nhà cho BB đấy. Rồi, u không. Kéo về đông đấy, heo ơi, té đi em ơi. Rồi té đi. Rồi, làm yếu một tên thế được rồi. Bây giờ thì he sẽ là 2 lờ đều và sẽ công ngược lại được nhà BB. Đây là anh em viết rất bình tĩnh thôi. Máy máy của game thủ chim sẻ. Vâng, như vậy là sẻ ốp luôn vào nhà game thủ tiểu bàn thầu trong tình huống này. Vâng, thầu lại đang bắn nhà game thủ he. Tên này thì sẻ đang ốp lên nhà BA của game thủ tiểu bàn thầu. Với những con cung lờ phone ASEAN. Cung lờ phone thì nó yếu hơn cung lờ AC, nhưng mà sẻ với chất lượng, xin lỗi là với cái số lượng đông hơn, thì vẫn đang cố gắng thi đấu với những con cung lờ ASEAN trong tay game thủ tiểu bàn thầu. BB vẫn đang chém ở nhà của he. Vâng, sẻ đang muốn lên giáp 4 và sau đó sẽ là lên đầu máu dành cho người thủ chim sẻ nào. Kìa chạy đi, đi sang cứu rồi. Đi sang cứu. Sẻ sẽ lùi lại luôn và vừa nâng cấp giáp 4 dành cho người thủ chim sẻ nào. Vào mặt ở giữa hai nhà có một tân quân của game thủ tiểu man thầu đang móc vào và bò trước cửa nhà vào. Sẻ ơi, bạn ôm sẻ kìa, ruộng em ơi, ruộng sẻ ơi. Và như vậy là thầu lọt vào nhà game thủ chim sẻ nào một tân. Sẻ đang phải tách làm hai tân quân để có thể bắt cả cung và cả chém của thầu cũng như là Bi trong trận đấu này. Rất là vất vả. Bi cũng một trận đấu mà thời đầu không ai chém nên là rất khỏe. Bây giờ thì he phải có mặt ở đây ngay. Phải có những con lạc đà Catharian trong tay game thủ he có mặt ở đây. Thông tin báo về từ he là Bi đã chết rồi và sẽ cố gắng đỡ thêm một tí nữa thôi. Thầu khá là khỏe đấy. Đây rồi, he về đây rồi. Rồi he về đây mới một vài lạc đà. Kia, ruộng chính kìa. Rồi, lạc đà ở trên. Quay về hướng nhà he ơi. Rồi bắt cung trước cũng ok luôn. Và bắt cả cung cả chém đối phương. Một tham lai của sẻ vẫn đang là 5 xịt. Các bạn thấy bị đánh cái túi bụi và tham lai vẫn 5 xịt thế này. Vâng, he về rồi, cậu he về đúng lúc qua. Vâng, chỉ đợi mỗi cậu he về đây thôi. Rất tốt dành cho game thủ chim sẻ náo vài he. Nhưng tuần này thì một mình sẻ vẫn đỡ thoải mái rồi. Vâng, đỡ xong dành cho game thủ chim sẻ náo. Và tuần này sẽ là ốp vào thầu luôn không? Khi mà Bi báo về là he đã chém chết. Và bắn luôn đi. Vâng, he báo về đã xúc chết BB rồi. Vâng, màn máy của game thủ của he. Vâng, như vậy là xúc lại BB một tuần nữa khi mà Bi vẫn còn tham. Và bây giờ thì lạc đà của he sẽ khắc như con ngựa chém của game thủ BB trong tình huống này. Bây giờ tham lai báo về là đang cần và phải tập trung bắn hết chém của Bi đi nào. Con lạc đà của he và hãy sử dụng những tình huống vậy he chữ danh của mình để hạ gục BB luôn. Vâng, pha định vẩy he đến từ he nhưng mà chưa thành công. Tuần này thì he sẽ rúi ngược lại Bi và he đang tự tin rằng Bi sẽ không thể nào mà đỡ được tên lạc đà này của he nữa. Thì Bi đã mất quá nhiều những con ngựa chém rồi. Vâng, bắt từng con chém một đến từ game thủ he. Bắn máy của game thủ chim trẻ nhỉ. Tham lai của em vẫn đang là 52/84 và đang đối đầu với những con cung lờ Asirian trong tay game thủ tiểu bàn thầu. Vâng, thầu cũng đang còn khá cung lờ đấy, thầu vẫn còn khỏe, chưa chết hẳn đâu. Tham lai cái nào. Vâng, tham lai mình đang có dấu hiệu nhỉnh lên. 43 dân dành cho game thủ tiểu bàn thầu. Vâng, thầu 43 dần rồi. Sẻ đang muốn rằng he hãy bình tĩnh lại và từ từ thôi. Khi mà game thủ BB đã bé hẳn so với game thủ he rồi và tham lai của cặp đôi chim sẻ đáng he đang có dấu hiệu nhỉnh hơn. Vâng, cứ bình tĩnh thôi. Máy của he nào. Vâng, xem he thi đấu. He tham lai là 29/40. Vâng, màu 2 đẩy he. Chứ không phải đẩy chim sẻ nắng nữa. Vâng, có khi là sẻ phải đẩy thẳng nhà game thủ tiền bàn thầu rồi. He sẽ chém giữ lạc đà chạy đi he ơi. Vâng, thầu lao vào bắn dân thì he sẽ chém những con ngựa chém của game thủ BB. Té đi he ơi, đừng thiêu thế. Giữ lạc đà thôi, đừng thiêu. Vâng, giữ lạc đà và không nên thiêu với những con cung lờ và ngựa chém của đối phương. Còn sẻ sẽ ốp lên nhà của game thủ tiểu bàn thầu trong tình huống này. Bàn máy của game thủ chim sẻ nhàng. Đây rồi, ốp thẳng vào trại của game thủ tiểu bàn thầu luôn. Đánh vỡ nồi cơm của đối phương luôn. Và đừng nghĩ nhiều nên tham lai 63/84. Sẽ có một tên giữa hai nhà chạy sang nhà game thủ chim sẻ không? Thầu vẫn còn khá đông cung lờ ở nhà. Vâng, còn một tên ở ngoài kìa, sẻ dí vào đi. Tên ngoài đang đứng bắn e kìa. Vâng, tên ở ngoài thì game thủ chim sẻ lại chưa vội vàng đẩy vào nhà ruộng chính của game thủ tiểu bàn thầu. Tên này vào đánh vào ruộng của thầu thì thầu sẽ yếu rồi và sẽ phải kéo về ngay khi mà sẽ có một tên quân giữa hai nhà đẩy sang nhà mình. Sau khi đội bạn đánh bay nhà he sẽ quay sang chơi nhà sẻ. Tham lai vẫn đang là 63/84 dành cho game thủ chim sẻ nhàng. Đây rồi, tôi biết trước là tên này sẽ đến mà sẻ sẽ kéo về luôn. Tôi xin ký gỗ he ơi. Đây rồi, bắt được tên quân này của thầu thì phê vãi cả nồi luôn thề. Vâng, thầu tỉnh quá rồi, vậy tên này cũng chạy lên cắn nhông luôn, cho lên số 7 Hồ Thiên Quang luôn em ơi. Này chạy này không, một tên nhìn rau gắp thịt đấy nhá. Và một tên nhìn rau gắp thịt đến từ game thủ tiểu bàn thầu, giả vờ ốp mặt sau đó công lên mặt trước. Rồi kéo quân về bắt đi em ơi.
Kìa, nó lại ra vào nhà chính kìa. Vâng, như vậy là xe đã muốn cho đội bạn vào để có thể bắt cho nhanh. Đội bạn không dám lao vào nữa, thầu lại rút ra. Có gỗ thừa thì bơm đây khi mà xe đang yếu rừng. Các bạn có thể thấy những cái rừng trong nhà cái thủ chim trẻ đang đã bay rồi. Ôi, nên giữa nhà em mà nó không biết cái rừng đấy đâu. Ăn cái rừng trước mặt này là nó đẩy quân đi vào là thấy đấy em. Vâng, như vậy là muốn ăn luôn rừng này cho cái thủ chim trẻ. Tham lai là 64/76 rồi. Một trận đấu vẫn đang rất là căng thẳng. Đây là trận thiếu thứ hai trận đấu đầu tiên. Lúc khi mà các game thủ top 1 ra thi đấu thì luôn luôn kịch tính và đem lại sự hấp dẫn cho tất cả vị khán giả của các bạn. Và đến cả một bình luận viên như tôi khi ngồi cạnh game thủ thì thế trận vẫn đang căng quá và đội bạn đang đè ngược. Máu hai game thủ Tiền Văn Thầu đang nở lại rất to. Vâng, đây rồi thì BB cũng vẫn còn ngựa chém ở đây. Thế trận này đang căng. Về chất cung R thì bên mình là yếu hơn đối phương. Vâng, một chiếc nhà BB ở đây dành cho game thủ chim trẻ đi nắng. Và bây giờ thì He sau khi bị đánh bay nhà thì He đang làm gì rồi? Bàn máy của He. Tham lai là 24/28. Vâng, đang ăn rất nhiều vàng như He đóng phủ à. Vâng, như vậy là He đóng phủ để hồi máu cho lạc đà và sau đó công phủ được lại nhà B. B trận này khỏe quá. Tiếp đầu He không đánh BB. Và bây giờ thì phủ của He chưa đẩy vào. Và thầu sẽ sang đây ngay mất. Vâng, như vậy là muốn phủ ngựa chém game thủ BB. Và tấn công phủ này liệu có hiệu quả? Chỉ phủ được một ngựa chém của đối phương thôi. Ngựa chém của BB dường như là công 4/4 và công 4/2 dành cho những ngựa chém của game thủ BB rất gắt. Bàn máy của game thủ chim trẻ nắng. Đây, trẻ tham lai là 85/104. Thầu đang có một trận to. Thầu đang có một trận chủ lực khá là to. Được cả mây Sirian, trẻ đang bung ra ăn gỗ ở bên ngoài. Bây giờ trẻ cây cấu để đứng cung ở những vị trí đẹp. Tham lai là 91 rồi. Gỗ thì hơi xấu rồi xe. Đầu máu đã lên xong. Nói chung là công nghệ đời 3 thì ok hết rồi. Giáp 4 đầu máu tầm xa 2. Về chất quân thì mình đã lại yếu hơn đối phương. Nhưng mà đội bạn là AC. Tham lai của thầu thì đang to hơn xe. Đội bạn lên nhà xe ăn rừng kìa. Thầu cũng không có rừng chạy lên nhà em ăn rừng rồi kìa. Đây này. Đợt này mà đỡ được thì ok đấy. Vâng, đang đấu quân với thủ tiểu bàn thầu. Thầu đang chấp dốc trên trẻ nám khi mà đây là những cung đường ACDR. Một tên này không biết sẽ có đỡ nổi không đây. Tạm thời thì chưa có sự góp mặt của game thủ BB. Nhưng một mình thầu chơi trẻ khả năng cũng hoảng thế này. Và bạn khỏe quá, cung đường AC chất lượng hơn nhiều. Và bây giờ thì bạn dí thẳng lên dốc nhà game thủ chim trẻ nám rồi. Tham lai thì chỉ còn là 79/116 rồi game thủ chim trẻ mà phải rút lui trong tình này. Vâng, He mà có quân sang đỡ thì trẻ mới đỡ được cơ. Nhưng nếu như He không có quân sang đây thì trẻ sẽ không đỡ được trong tình này. Thì cung AC đang dồn lên là quá đều và thầu đang chạy lên cả nhà trẻ để chặt rừng nữa rồi. Vâng, rồi như vậy là B sang đây luôn, thế trận khoai. Và cả B sang đây thì khoai quá và tỷ số được coi như là 1-0 trong trận đấu đầu tiên. Rất căng thẳng. Vâng, bãi vàng của He thì xấu, còn rừng của Sẻ thì cũng xấu luôn. Một trận đấu mà thầu lên đời sớm nhất bản đồ và phát triển phải nói là rất khỏe. Không hề đơn giản dành cho cặp đôi chim trẻ nắng và He. Khi đã có những lúc mà chúng ta tham lai đè hơn một chút xíu rồi. Và tỷ số là 1-0 trong trận đấu đầu tiên. Chúng ta sẽ có trận đấu bản lề trong trận đấu này. Không sao cả, 1-0 thôi. Cùng chờ đợi đến với trận đấu bản lề trong trận đấu đầu tiên nào.